Nói về sản phẩm thế mạnh của nông nghiệp Thừa Thiên Huế, không thể không nhắc đến vai trò của đặc sản thanh trà. Những năm gần đây, chính quyền các địa phương có diện tích trồng thanh trà lớn như là Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế đã quan tâm hơn trong đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là tiền đề để cây thanh trà có thể khẳng định được thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh và gia nhập các chuỗi kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Thủy Biều, thành phố Huế. Với kinh nghiệm trồng thanh trà lâu năm, ông Đặng Văn Kế, một trong số 43 hộ tham gia thực hiện mô hình trồng thanh trà Việt Gáp cho rằng sản phẩm không để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng. Việc bón phân cũng được ghi chép nhật ký đầy đủ. Như vậy, quản lý được thời gian cách ly, đảm bảo an toàn khi thu hoạch. Qua một quá trình mình tham gia Việt Gáp thì thấy cái lợi thấy rõ ràng thôi. Vì cái thứ nhất là sản phẩm sạch. Cái thứ hai nữa là mình làm theo đúng quy trình của Việt Gáp. Ví dụ như là mình có thể là phun thuốc sâu nhưng mà mình dùng thuốc sinh học để phun để không có ảnh hưởng tới người. Còn riêng tôi là vì tham gia về cái là bón phân để theo đúng quy trình, tìm rõ nguồn gốc, năm sản xuất, ngày sản xuất, mình có lưu lại trong hồ sơ sổ sách của mình hết. Để sau khi mình để cho biết được cái thành quả của mình sau một năm mình làm đó. Trong lúc đó, ông Lê Văn Nhân, một trong số hộ có diện tích sào sào, về số lượng 90 gốc tham gia mô hình trồng thanh trà Việt Gáp chia sẻ, bước đầu tham gia mô hình này, người nông dân được đào tạo, nâng cao nhận thức, hướng dẫn quy trình thực hành, kiểm định mẫu đất, nước, sản phẩm cũng như hướng dẫn bố trí khu vực sơ chế phù hợp tiêu chuẩn. Điều này đã mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng cho mô hình thanh trà Việt Gáp. Trước đây mà đối với bà con thì cứ làm với tính chất là theo kiểu đời xưa thì cái hiệu quả sản phẩm hiệu quả và mẫu mã không đẹp. Cho đến hôm nay thì có cái chương trình Việt Gáp đem về cái lợi ích cho bà con nông dân thì sản phẩm thì chúng tôi làm theo cái chương trình Việt Gáp thì tôi thấy là sản phẩm của gia đình tôi thì thấy hiệu quả mà cũng là đem lại cho cái nguồn thu chính cho gia đình chúng tôi. Phát triển cây đặc sản là một trong những thế mạnh của nông dân Thủy Biều. Hiện toàn phường có 800 hộ nông dân tham gia trồng thanh trà với tổng diện tích 147 hectare thanh trà. Trong đó có 43 hộ tham gia mô hình trồng thanh trà Việt Gáp với diện tích 8,7 hectare. Đến nay, các hộ nông dân đã nắm rõ quy trình sản xuất thanh trà an toàn theo hướng Việt Gáp. Đây là cơ sở để tiến hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm cũng như đầu ra thị trường đạt chất lượng, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm thanh trà Huế. Bên cạnh hướng dẫn bà con chăm sóc đúng quy trình, thì chúng tôi là còn nắm cái xu hướng của người tiêu dùng hiện nay. Tức là người tiêu dùng hiện nay với cái mục đích họ là muốn mua một cái sản phẩm giá có cao hơn nhưng mà sử dụng an toàn. Vì để đáp ứng cái yêu cầu đó thì chúng tôi có là phối hợp với trung tâm đo lường chất lượng của tỉnh để thực hiện cái mô hình là sản xuất Việt Gáp. Thì đây là một cái mô hình mà vận động người nông dân thực hiện quy trình thanh trà như thế nào đó để cho ra sản phẩm an toàn đối với người tiêu dùng. Cùng với việc xây dựng thành công nhãn hiệu thanh trà Huế, hiện nay ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với đẩy mạnh hoạt động xúc tiến giới thiệu sản phẩm thanh trà Huế, nhân rộng mô hình thanh trà Việt Gáp, hướng đến xây dựng vùng thanh trà đảm bảo chất lượng an toàn. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng hạn kéo dài, sản lượng và chất lượng ở các vùng chuyên canh cây thanh trà trên địa bàn tỉnh nói chung, phường Thủy Biều nói riêng, dự báo có nguy cơ giảm từ 15 đến 20% so với niên vụ thanh trà năm 2018.